Tập 4. Body sushi là một loại ẩm thực văn hóa độc đáo của người Nhật. Yêu cầu đối với body sushi là vô cùng nghiêm ngặt. Họ sẽ phải chịu đựng huấn luyện vô cùng tàn khốc rồi mới được lên làm. Họ sẽ đặt một quả trứng lên 6 điểm trên cơ thể, không được cử động, phải giữ nguyên nó trong 4 tiếng. Nếu như quả trứng vẫn ở vị trí cũ mới được thông qua. Anh à, không được cho tay lên người mẫu. Xin lỗi nhé. Chỉ có những người mẫu phù hợp với yêu cầu, xác định chắc chắn là thi thể. Trước đó 4 đến 5 ngày họ sẽ phải ngừng ăn. Em sẽ đi báo cáo với đội trưởng Trần ngay. Trước đó 3 ngày họ sẽ phải làm sạch đường ruột. Mọi người hãy xem thân thể cô ấy mới đều đặn làm sao. Tươi mới như ban đầu. Tươi mới như ban đầu. Nào nào. Tôi còn tưởng là tiệc rượu cao cấp nào nữa chứ. Kết quả rõ ràng là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Sớm biết như vậy tôi còn lâu mới đến. Được lợi nhất vẫn là đám đàn ông chó má kia. Mọi người đừng hoảng hốt. Chúng tôi đến từ cục công an Sơn Giang. Đồng chí cảnh sát, xin hỏi anh là người phụ trách ở đây sao? Không sao. Tôi hỏi anh có phải người phụ trách ở đây không? Là như vậy, tôi là người phụ trách ở đây. Chào anh. Có người báo cảnh sát nói người mẫu body sushi ở đây là một thi thể. Thi thể? Sao có thể chứ? Không thể nào. Thầy, thầy, có ai không? Có nhất thiết phải đánh trống thổi kèn thế không? Anh hoàn toàn có thể thông báo trước với tôi, sau đó chúng ta tự giải quyết riêng, đúng không nào? Cục trưởng Mã dạy dỗ các anh thế sao? Anh có điện thoại của cục trưởng Mã, hay là anh gọi cho máy đi, báo ông ấy đích thân đến dạy dỗ tôi. Tôi nói cho anh biết, anh phải chịu trách nhiệm về chuyện xảy ra hôm nay. Anh phải gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của sự việc này. Tôi nhấn mạnh lại với anh lần nữa, chúng tôi làm việc công theo pháp luật, phối hợp với cảnh sát điều tra thu thập chứng cứ là nghĩa vụ của mỗi người dân. Tôi hy vọng mọi người có thể hợp tác. Được. Anh tên gì? Anh nói số hiệu cảnh sát của anh cho tôi xem. Tiêu Nhi, tất cả những người trong căn phòng này không ai được rời đi. Thẩm vấn từng người một. Rõ. Lão Đặng, được. Anh hãy là người đầu tiên đi. Đường Khải, tìm cho anh đây một căn phòng riêng. Phiền anh qua bên này. Nào Nhân Đương. Kim Linh, thế nào? Trên cổ thi thể có vết thắt cổ rất rõ ràng. Từ độ rộng và dấu vết xung quanh có thể thấy hung khí khá rộng. Xung quanh có góc cạnh, có lẽ được tạo ra bởi những vật dạng như thắt lưng. Suy đoán ban đầu, nạn nhân có lẽ là bị siết cổ tắc thở dẫn đến tử vong. Nhiệt độ thi thể cũng rất thấp, ở trong khoảng 4 đến 5 độ. Thời gian tử vong là trong khoảng 32 tiếng đồng hồ, có lẽ là trong ngày 21. Đưa về giải phẫu đi. Dân. Điều là do tôi mềm lòng. Vốn là hôm nay Lý Thiên Nhai trực ban, nhưng cậu ta nói hôm nay là sinh nhật bạn gái cậu ta, nhất quyết đòi đổi ca với tôi. Lần này thì hay rồi. Đừng nói nhà hàng đóng cửa, công việc của tôi chắc chắn cũng tan tành luôn. Đúng là tôi đen đuổi hết chỗ nói. Có đen đuổi đến mấy cũng không đen đuổi bằng nạn nhân. Có quen nạn nhân không? Có quen.
Cô ấy tên Ngô Xuyến Lăng, là sinh viên năm 3. Trước đây cô ấy biết thông tin chúng tôi đang cần mẫu nữ body sushi qua trang cá nhân. Xong rồi cô ấy còn sợ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này, cho nên cô ấy đã nói nhỏ với tôi, đợi sau khi xong việc sẽ cho tôi một phong bì cảm ơn. Cho nên phong bì là một lần mẫu body sushi được khoảng bao nhiêu? Thời gian chuẩn bị mỗi ngày là 3.000, ngày biểu diễn sẽ là 8.000, tổng cộng là 17.000. Còn cả kỳ chuẩn bị nữa sao? Làm mẫu body sushi còn phải học rất nhiều môn đạo. Thông qua phỏng vấn rồi, rồi sẽ ký hợp đồng chính thức. Hợp đồng yêu cầu cô ấy bắt buộc 4 ngày trước, tức là ngày 18 phải vào khách sạn ở. Xong, mỗi ngày còn phải làm sạch cơ thể đúng giờ, làm sạch dạ dày. Còn nhiều việc vậy sao? Người Nhật bọn họ rất coi trọng chuyện này. Tiếp tục đi. Sau đó 7 giờ tối mỗi ngày, Ngô Xuyến Lăng phải đi theo thầy Lý cùng huấn luyện. Huấn luyện tới 9 giờ tối. Thầy Lý là ai? Thầy Lý là bếp trưởng, cũng là thầy của tôi. Vì cách thức body sushi này khá đặc biệt, nên bên Nhật yêu cầu chỉ có những cấp bậc cao như đầu bếp trưởng mới được tiếp xúc với người mẫu và đồ ăn. Nói là để giữ bí mật. Đúng. Bình thường đều là một mình tôi tiếp xúc với người mẫu. Chỉ có điều bình thường đều là bày đồ ăn thông thường. Lần này lại bày cá sống chính thức, nên ít nhiều tôi cũng có căng thẳng hơn, nên nhanh chóng vội vàng bày cho xong việc. Khách hàng cũng rất hài lòng. Những chuyện mất mặt như này, sau này có trả bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không làm. Tối qua hai người cùng nhau luyện tập sao? Đúng, 7 giờ tới 9 giờ. Sau khi luyện tập xong, tôi còn nói với cô ấy về nhà ngủ sớm, nghỉ ngơi sớm đi. Vậy hôm sau mấy giờ gặp mặt? 5 giờ chiều. Chúng tôi đã hẹn 5 giờ chiều sẽ có mặt đúng giờ. Sau đó tôi đến, tôi thấy cô ấy đã đeo mặt nạ nằm đó. Tôi đoán có lẽ cô ấy hơi căng thẳng, nên tôi cũng không chú ý lắm. Liền bày lên, vậy là bắt đầu bày thôi. Anh không phát hiện cô ấy có gì khác lạ sao? Cô ấy không thở, anh không hề phát giác ra sao? Bình thường chúng tôi tập luyện, đặc biệt là mấy ngày này, là phải tập luyện hô hấp nhẹ nhàng, tâm trạng phải giữ luôn được bình lặng. Khi tôi bày lên, tôi còn tự nghĩ trong lòng, cô gái này luyện tập cũng được lắm. Nếu anh nói có chỗ nào khác lạ, chỉ là cảm thấy nhiệt độ cô ấy có hơi lạnh một chút. Nhưng đó cũng là điều bình thường. Làm mẫu body sushi tổng thể cả người phải luôn hạ nhiệt. Tôi còn tưởng tự cô ấy ướp lạnh xong rồi, nên cũng không để ý lắm. Vậy phiền đầu bếp Lý cho chúng tôi mượn thắt lưng của anh. Cảm ơn đã phối hợp. Được. Là tự đầu bếp Lý đã đẩy người đó vào phòng lão người Nhật đó. Tôi vẫn luôn ở trong phòng, chỉ đứng ở đó. Lão già đó kiểm tra xong tôi liền đẩy ra. Vì mẫu body sushi rất coi trọng độ tươi mới của thức ăn, cho nên tôi đã đẩy người mẫu đến phòng tiệc với tốc độ nhanh nhất. Cũng tức là từ khi anh đẩy người mẫu vào phòng tiệc, trên đoạn đường đó không có bất kỳ tiếp xúc với ai, đúng không? Đúng. Tôi xin đảm bảo 100%. Hợp đồng yêu cầu Ngô Xuyến Lăng 5 giờ chiều phải tự đeo mặt nạ, nằm trên chiếc xe đẩy chuyên dụng đó. Lúc 5 giờ khi tôi đến phòng bếp, thấy cô ấy đã nằm đó. Đầu bếp Lý cũng đang bày thức ăn trên đó. Khi đó không phát hiện có vấn đề gì. Vậy anh và đầu bếp Lý đều không nói một câu nào với Ngô Xuyến Lăng sao? Không có. Bên Nhật lần này còn đặc biệt cử người giảng dạy cho tôi và đầu bếp Lý, còn cả Ngô Xuyến Lăng nữa. Ông ta nói với chúng tôi, body sushi này quan trọng nhất là chính là phải xem cơ thể như một hộp dụng cụ. Yêu cầu không được có bất kỳ cử động nào, cho nên yêu cầu chúng tôi thứ nhất phải bày thật nhanh, bảo đảm độ tươi mới của cá sống. Thứ hai, đừng nói chuyện trao đổi gì với người mẫu, hoặc là cố ý kích động cô ấy, để cô ấy đảm bảo được sự yên lặng tối đa. Cho nên tôi và đầu bếp Lý đều không dám bắt chuyện với cô ấy. Nhìn cô ấy bất động như vậy, chúng tôi không nghĩ nhiều. Xem các anh làm những việc này. Đây, anh xem đi. Đây là những gì anh đã nói đúng không? Phải. Vậy thì anh ký tên vào đây, ấn dấu tay. Để lại thắt lưng ở đây. Tôi không đeo thắt lưng. Được, vậy anh đi được rồi. Giữ liên lạc qua điện thoại. Có vấn đề gì chúng tôi liên lạc với anh. Được. Người tiếp theo.
Xong việc rồi thì mau về đi. Được. Đội trưởng Trần, bảo vệ nói camera ở đây đã hỏng mấy ngày nay, đang cho sửa chữa. Hỏng rồi sao? Hỏng đúng lúc đấy. Hiện trường có biết bao nhiêu người, phạm vi thời gian tử vong lại quá rộng. Lần này chúng ta nhiều việc để làm đấy. Sao cậu vẫn chưa đi? Đội trưởng Trần, anh quen cậu ta sao? Có quen. Anh ta vòng đi vòng lại ở đây mấy lần rồi. Chúng tôi thấy có vấn đề nên bắt lại. Cậu ta nói cậu ta quen anh nên đã đưa tới đây. Các cậu làm đúng lắm. Giao cậu ta lại cho tôi. Các anh làm việc đi. Đội trưởng Trần, sao vậy? Thả cho những người này về đã. Thả về. Tại sao? Anh xem đây là gì? Thứ gì đây? Helicoverpa Asunta. Cái này tôi phát hiện được bên dưới thân cô người mẫu, giấu ngay bên dưới thi thể. Hơn nữa lúc phát hiện cả người nó đã lạnh toát. Tôi đoán nó đã bị chết cống. Chết cống. Helicoverpa Asunta này thông thường chỉ ăn rau xanh tươi mới, chưa từng nghe sẽ ăn cá sống. Nó xuất hiện ngay phần bên dưới cơ thể cô gái, chứng tỏ rằng thi thể đó và xe đẩy đã từng xuất hiện ở một nơi rất gần chỗ đồ ăn chay. Hơn nữa nơi đó vô cùng lạnh, lạnh tới mức con côn trùng này muốn nếp vào cơ thể người. Kim Linh chẳng phải cũng đã nói sao, thi thể lúc đó nhiệt độ đã xuống rất thấp. Chúng ta có thể đi tìm xem trong kho trữ đồ đông lạnh có đồ ăn chay tươi nào không. Đường Khải, Đường Khải, như vậy cậu lưu lại toàn bộ thông tin cá nhân của từng người lại, sau đó cho mọi người giải tán đi. Giải tán, đúng, giải tán. Vâng. Lưu Chí, cậu đem theo mấy người nữa, bảo khách sạn đưa các cậu đến kho trữ đông đằng sau bếp xem thử. Vâng. Đi băng qua đó ở ngay đằng sau bếp. Được, cảm ơn. Mấy anh em, đi theo tôi. Là nơi này. Tôi giống họ Cảnh, sau này lấy theo họ bà ngoại, họ Đàm. Thật đó, anh cũng là tín đồ fanway sao? Đừng nói với tôi cậu cũng vậy nhé. Tôi cũng là fan của họ, ngay từ khi còn nhỏ rồi. Nhìn xem, chuyện có xác suất nhỏ cũng đã xảy ra rồi. Đội trưởng Trần, đội trưởng Trần, trên nền đất có vết xe đẩy, trên những lá rau đó còn có dấu vết bị giẫm nát còn mới. Alo, đội trưởng Trần, tôi đã hỏi mấy người họ, họ nói chìa khóa kho đông lạnh, ngoài bộ phận bảo vệ chỉ có giám đốc trực ban và đầu bếp trưởng Lý mới có. Tôi cũng đã báo cáo lão Đặng đưa người qua đó để đối chiếu dấu chân. Chìa khóa cũng đã giao cho phòng thu thập chứng cứ rồi. Vẫn chưa liên lạc được với đầu bếp Lý sao? Không liên lạc được, đúng. Người này sau khi lấy khẩu cung xong là không thấy nữa. Điện thoại không gọi được, điện thoại bàn ở nhà cũng không nghe. Xe thì sao? Có xe không? Biển số xe là San JZ 4040. Mở camera quan sát, ghi bắt toàn thành phố. Xuất hiện.
Thu lưới. Rõ. Ngồi im. Ngồi im. Xuống xe. Xuống xe. Chiều ngày 22 tháng 9, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 11 được cả thế giới mong đợi đã long trọng bế mạc tại nhà thi đấu thể thao Bắc Kinh. Trải qua 40 ngày thi đấu kịch liệt, những vận động viên thể thao của nước ta cùng với các vận động viên nước bạn đã ghi nhận 42 kỷ lục châu Á mới và 98 kỷ lục Đại hội Thể thao Châu Á mới, đồng thời phá 4 kỷ lục thế giới mới và 5 kỷ lục thế giới mới. Vận động viên nước ta đã luôn đứng đầu về tổng số, huy chương vàng và giải thưởng, xếp hạng đầu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Ngày mai cũng vào giờ này, xin hãy tiếp tục đón xem bản tin đặc biệt về Đại hội Thể thao Châu Á. Cô Văn Tuệ, chúng ta tẩy trang thôi nào. Thì đâu có được. Lát nữa, có bản tin xen kẽ thì sao? Không đâu chị. Cô Văn Tuệ, lễ bế mạc đã kết thúc rồi. Sẽ không có bản tin xen kẽ nào nữa đâu. Hơn nữa là cô đã chiến đấu mười mấy ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Cậu chắc chắn chứ? Cô Văn Tuệ, cô còn không tin tôi sao? Tin. Hiện giờ người tôi có thể tin được chỉ có mình cậu thôi. Chị xem, con trai chị đẹp trai như vậy, lại còn rất hiếu thuận. Chị đúng là có phúc. Được rồi, tăng ca thôi. Mọi người vất vả rồi. Mấy hôm tới sẽ mời mọi người ăn cơm. Không có gì. Cảm ơn bác sĩ Văn. Bác sĩ Văn, tôi biết cô mới đến. Cô vẫn đang thích ứng với công việc này. Tôi nhắc nhở cô lần cuối. Bất kể chị Tuệ có mặt ở đó hay không, tôi đều là em trai chị ấy. Tên Văn Bạch. Bà ấy là chị tôi. Tên Văn Tuệ. Được chứ? Được. Xin lỗi, hôm nay tôi chỉ nhớ mỗi việc gọi chị Văn Tuệ, quên mất gọi chuyện anh là con trai. Không, là em trai. Xin lỗi. Bệnh tình của chị Văn Tuệ rất không ổn định. Nói chuyện nhất định phải chú ý. Nếu còn lần nữa, tôi sẽ phản ánh với lãnh đạo của cô. Đừng. Đừng phản ánh lại với lãnh đạo tôi. Tôi đảm bảo tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị Văn Tuệ. Đây là tiền phục vụ của cô và hai nhân viên khác. Đưa lại cho họ giúp tôi. Cảm ơn bác sĩ Văn. Alo, Kim Linh. Vết thương duy nhất trên người thi thể là trên cổ. Theo như đặc điểm của các xiết cổ và tổn thương của tổ chức tầng sâu dưới cổ, cùng với phản ứng đời sống, ngoài ra kèm theo các dấu hiệu trên khuôn mặt và triệu chứng hô hấp rõ ràng, có thể phán đoán chắc chắn nạn nhân bị xiết cổ tắc thở dẫn đến tử vong. Hung thủ có lẽ là đàn ông, có sức mạnh, chiều cao khoảng 1m75 trở lên, lực của tay phải mạnh hơn tay trái. Có lẽ là dùng những thứ tương tự như thắt lưng để xiết cổ. Được, tôi biết rồi.
lỡ tay. Tôi không muốn giết cô ấy, tôi chỉ là lỡ tay. Tôi chỉ là lỡ tay. Tối hôm trước, buổi cuối chúng tôi luyện tập, đã hẹn sẽ dùng thức ăn thật. Địa điểm là ở kho trữ đông lạnh. Đầu bếp Lý, tôi đến đây. Đến rồi à? Tôi mới tắm xong, tôi sợ thay quần áo phiền phức nên đã mặc luôn bộ đồ này đến. Rất tốt, rất tốt. Cô nằm lên đi. Đầu bếp Lý, xin lỗi, xin lỗi. Vừa nãy tôi có uống chút rượu. Lại nhé. Sau khi ly hôn, mười mấy năm nay, tôi đều chưa đụng đến đàn bà. Tôi liền... Anh định làm gì? Tiểu Ngô, cô hãy thông cảm cho đầu bếp Lý tôi. Tôi đúng là người được thấy mà không được sờ. Anh làm gì thế? Buông ra. Cô, tôi... Anh... Cứu tôi với. Đừng hét. Cứu tôi với. Đừng hét. Cứu tôi với. Cô ấy, nếu cô ấy không hét lên, tôi cũng sẽ không bóp cổ cô ấy. Tôi thực sự chỉ lỡ tay mà thôi. Tôi biết mấy ngày nay cô ấy không được ra khỏi khách sạn, cũng không được phép tiếp xúc với người ngoài. Hơn nữa camera ở tầng đó cũng đã hỏng. Tôi liền nghĩ sẽ đánh cược một phen. Cược một phen xem có thể cho cô ấy tiếp tục làm mẫu body sushi được không.
sao mẫu body sushi cũng phải bất động, đợi sau khi kết thúc mới xử lý thi thể. Nếu không, không tham gia tiệc body sushi, người đã biến mất, sẽ lại càng phiền phức hơn. Đội bếp Lý, chúng tôi đi đây. Được. Đội bếp Lý, đang bận à? Giám đốc, thì anh làm việc đi. Tôi qua đó đã. Được, đi nhé. Được. Anh, chúc mừng em, lại tự mình phá được một vụ án nữa. Cảm ơn anh. Ngồi đi. Nói trước rồi đấy, hôm nay em sẽ mời. Thám tử côn trùng này lập công nữa rồi, lần trước chưa mời, lần này bù. Anh mời cũng như vậy thôi, không giống nhau. Tôi đâu có giúp cho anh việc gì đâu. Đúng đó, không có phần của anh. Vậy bắt đầu thôi. Hôm nay em thật sự đói rồi. Anh có biết hôm nay tại sao lại đưa anh đến ăn thịt nướng không? Tại sao? Vì người đàn anh này của tôi có một câu danh ngôn. Anh ấy nói chúng tôi học y phải biết cách phân chia công việc và đời sống. Cho nên từ ngày đầu tiên tôi vào sở cảnh sát, mỗi lần khám nghiệm tử thi xong, anh ấy nhất định đưa tôi đi ăn thịt nướng, đủ các loại thịt nướng. Tại sao vậy? Để tách rời công việc và cuộc sống. Vậy
Tôi có thể không ăn được không? Không được. Giờ anh đã là thám tử côn trùng bên ngoài của cục cảnh sát chúng tôi, nhất định phải học cách tách rời cuộc sống và công việc. Huống hồ anh cũng đã đến đây rồi, cũng nên cảm nhận thử xem lúc đầu anh ấy đã hành hạ tôi như nào chứ. Nào, ăn nhiều vào. Lúc đó tôi thực sự ăn tới phát nôn, ăn rồi lại nôn, đến mức không muốn nghe hai chữ thịt nướng. Cho đến bây giờ chỉ có thể ngồi ăn cùng anh ấy. Đổi lại là người khác, có đánh chết tôi cũng không đi. Tiểu Đàm không giống như em. Đúng đó, tôi đâu có phải pháp y. Anh có phải pháp y hay không? Nhưng anh đang tuổi lớn đấy, cho nên phải ăn nhiều thịt vào. Ăn thịt anh mới cao lên được. Nào, ăn nhiều vào. Xin lỗi, em phải về đơn vị một lát. Hai người ăn đi. Được rồi, đội trưởng Trần. Giờ tôi cảm thấy anh và chị dâu cũng nên chuẩn bị cho việc sinh đẻ rồi. Anh biết không, nên lên kế hoạch sinh. Nó cũng giống như cuộc đua marathon. Anh không thể dùng chiến thuật chạy ngắn, anh biết chưa? Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ cũng không thực sự hiểu lắm. Cậu còn nhớ không? Hôm đó, khi Đường Khải hỏi Lý Quốc Trung, anh ta đã chủ động khai nhận cơ thể đó cô gái hơi lạnh. Anh nói xem, nếu thực sự có gì không đúng, là cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô ấy hơi thấp. Bây giờ xem ra dường như anh ta đang cố ý nhắc nhở chúng ta thi thể đó được lấy từ tủ trữ đông ra. Còn nữa, nếu cậu là hung thủ, cậu giết người rồi, sẽ còn đem hung khí bên người không? Vậy anh muốn nói là Lý Quốc Trung? Đội trưởng Trần, anh xem cái này đi. Đội trinh sát mới phá được vụ án băng đảng tội phạm cho vay tiền trong trường. Cho vay tiền trong trường, đúng. Là băng nhóm chuyên nhằm vào những sinh viên đại học cao đẳng, nhất là nữ sinh viên. Cho vay thực ra rất đơn giản, không lấy bất kỳ khoản đặt cọc hay bảo lãnh gì. Chỉ cần sinh viên nữ chụp một tấm ảnh khiếm nhã, xem như là chứng minh thư cho mình. Đúng là sống lâu mới biết nhiều chuyện. Vậy chuyện đó có liên quan gì tới vụ án chúng ta? Tất nhiên là có liên quan rồi. Tôi đã phát hiện Ngô Xuyến Lăng trong danh sách những người bị hại. Ai cơ? Ngô Xuyến Lăng. Về rồi à? Đội trưởng Trần, thế nào, có phát hiện gì mới không? Có. Đơn vị và đồng nghiệp của Lý Quốc Trung đều đánh giá ông ta rất tốt. Nói là người này tính cách tốt, vững tay nghề, làm việc rất có trách nhiệm, đối đãi với những học trò cũng rất tốt. Về mặt đời sống cá nhân vẫn luôn rất kín kẽ. Nghe nói mười mấy năm trước, vợ ông ta bỏ theo người đàn ông khác. Ông ta vẫn luôn ở dậy không tái hôn, một mình nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Trong thời gian này, cũng không có ít đối tượng giới thiệu. Theo lý mà nói, con người anh ta tốt, lại có tay nghề, lại vừa biết kiếm tiền, không khó để tìm một người bầu bạn. Nhưng suốt bao năm nay, anh ta vẫn sống một mình. Học trò anh ta nói, anh ta mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt vô cùng nghiêm trọng. Nhưng chuyện đó cũng khó nói lắm. Có những lúc chỉ do nhất thời kích động. Nói đi nói lại cũng là do mẫu body sushi đó. Chế độ Nhật Bản phong kiến hại mình hại người. Bác sĩ Văn, bình thường anh hay xem bóng ở đâu? Ở nhà. Còn cậu, cậu xem ở đâu? Khi còn đi học, tôi xem ở quán nét. Ở trong sở côn trùng, tôi tự xem trong phòng của mình. Chỗ rộng, mạng nhanh, không tốn tiền, mặc sức hét, đập đồ cũng chẳng ai hay. Được đó,
Lần sau tôi đến nhà cậu xem thử. Được thôi, đằng nào có mình tôi xem bóng cũng không có gì thú vị. Đó là một môn thể thao kén người xem. Sao cậu lại thích nó? Vì bố tôi thích. Lúc tôi còn nhỏ, bố tôi thường hay đưa tôi đi xem thi đấu. Chuyên nghiệp, chơi bóng bụi, đều xem hết. Môn này ở chỗ chúng ta rất ít. Khắp Trung Quốc cũng không có nhiều. Phải đó. Cho nên mới nói chúng ta là chuyện có xác suất nhỏ. Mau, 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 mau. Alo. Bây giờ sao? Được. Kim Linh nói chúng ta hãy đến chỗ cô ấy. Cô ấy nói anh biết cơ quan cô ấy ở đâu. Tôi biết. Đến đó làm gì? Cô ấy nói là tặng tôi sô-cô-la. Đây, không lừa anh chứ. Sô-cô-la trắng. Nói đi, có chuyện gì? Này, anh đừng thẳng thắn như vậy chứ. Hiệu suất nhanh. Cái này anh biết chứ? Tất nhiên là biết rồi. Đây là vỏ trứng của gián Mỹ. Gián Mỹ? Nói đơn giản nó chỉ là một loài gián. Sao vậy? Tôi phát hiện ra nó trong khoang miệng Ngô Xuyến Lăng. Vậy là đúng rồi. Sao lại đúng? Lần đầu tiên lại gần thi thể ở nhà hàng, tôi đã ngửi thấy mùi của gián. Tôi còn chuyện này nhờ anh giúp. Giúp một tặng một. Tháo thắt lưng anh ra. Dùng nó để cưỡng bức tôi. Được. Đợi đã, đợi đã. Hai người không cảm thấy cuộc đối thoại của hai người có gì đó không đúng sao? Sao vậy? Không có gì. Hai người tiếp tục đi. Kim Linh là muốn tôi cùng mô phỏng lại với cô ấy quá trình xảy ra vụ án. Hiểu tôi. Vậy chắc chắn anh thích hợp hơn Tiểu Đàm chứ. Tay khỏe hơn cậu ta mà. Tay của anh để cô giúp người bệnh đi. Quả nhiên là anh hiểu tôi. Bắt đầu nào. Lát nữa tôi sẽ xông lên từ đây. Anh hãy siết cổ tôi, được không? Được, chuẩn bị, bắt đầu. Cứu tôi với, cứu với. Đợi đã. Đợi lát nữa, tôi sẽ phải dùng sức thật đó. Cho nên, tôi sẽ không đánh ngã anh đâu. Được chưa? Vậy thì tốt, lãng phí thời gian. Nào, nào, nào. Cẩn thận chút. Được. Chuẩn bị, bắt đầu. Cứu tôi với. Đứng lại. Cứu tôi với. Cứu với. Cứu với. Không được hét. Không được hét. Cứu tôi với. Không được hét. Cứu. Cảnh Thi, cứu tôi với. Được rồi, buông ra đi. Vẫn ổn chứ? Xin lỗi. Bản năng. Hai hộp sô-cô-la trắng. Hai hộp. Hai hộp.